Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp cầu nhân đạo của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát thường kỳ trên sóng NTV vào tối thứ ba tuần thứ hai của tháng. Thưa quý vị và các bạn, mục câu chuyện nhân đạo hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự về chương trình xây nhà chữ thập đỏ trong 3 năm qua trên địa bàn Nghệ An. Mục địa chỉ nhân đạo là hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Nguyễn Văn Hợp và chị Tạ Thị Viện, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua thì Hội Chữ Thập Đỏ Nghệ An đã đẩy mạnh công tác vận động nguồn quỹ, kêu gọi các tổ chức cá nhân trong cộng đồng chung tay chia sẻ với những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Từ nguồn quỹ đó, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Nghệ An đã thực hiện hóa thành nhiều phong trào hoạt động nhân đạo có ý nghĩa như là chương trình xây dựng nhà chữ thập đỏ. Một câu chuyện nhân đạo ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự về những kết quả của chương trình này trong thời gian qua tại Nghệ An. Ngôi nhà ngói mới của anh Hà Quang Cần và chị Trần Thị Lịch ở xóm 4 xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương thật nổi bật giữa sắc xanh của xóm làng. Rất đông xóm giềng, họ hàng, anh em hôm nay đã đến đây chung vui với anh chị trong buổi lễ khánh thành nhà mới. Có cả đại diện Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh và chính quyền địa phương. Nụ cười dường như không tắt trên môi chị Lịch bởi niềm vui đến mà vẫn như trong mơ. Chị chưa từng nghĩ gia đình mình sẽ được sống trong một ngôi nhà nhỏ, chắc chắn, ấm áp như vậy. Những năm chưa mình được nhà là vợ chồng con cái đều khổ, trời mưa nước ngập phố rồi phải gửi con, rồi nhờ anh em làng xóm đến hốt lúa ra, rồi là gửi những nhà cáo rạo. Hôm nay nhờ Hội Thập Đỏ của tỉnh giúp một số tiền, rồi dư làm một căn nhà, nói chung vợ chồng con cái đều ở, rồi là không mưa bão, không lũ lụt nữa, thì gia đình rất xin cảm ơn. Cách đây chưa lâu, gia đình nhỏ ba người của anh chị vẫn còn sống trong mái nhà dột nát trống trải này. Chồng chị, anh Hà Quang Cần bị khuyết tật bẩm sinh, chậm phát triển, trí tuệ, nên không giúp chị được nhiều. Một mình chị làm ruộng, rồi làm thuê, làm mướn quanh năm mà không đủ ăn, đủ mặc. Ngôi nhà cứ như sụp đổ xuống mỗi mùa mưa bão, nhưng chị Lịch cũng lực bất tòng tâm. Cảm thương hoàn cảnh của anh chị, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã trích từ nguồn quỹ nhân đạo 30 triệu đồng, hỗ trợ anh chị xây nhà mới, đồng thời kêu gọi chính quyền địa phương, bà con họ hàng giúp đỡ ngày công, tạo điều kiện vay mượn thêm để chị Lịch xây nhà. Được sự quan tâm của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh, thì đội về địa phương rất phấn khởi, và đặc biệt là gia đình. Đã có đó cái ngân sách và cái nguồn hỗ trợ cho gia đình để mà vận động nhân dân bằng sức lực của gia đình và cái tiền của Chữ Thập Đỏ đã làm đến ngôi nhà khang trang. Ủy ban xã là phối kết hợp giữa Hội Chữ Thập Đỏ của xã và các ban công tác mặt trận cơ sở xóm và các đoàn thể cấp xã là chỉ đạo là vận động là ủng hộ bằng ngày công như thán lấp nền là hỗ trợ khi xây dựng làm nhà. Gia đình chị Lịch Anh Cần là một trong 7 gia đình được hỗ trợ tiền xây nhà trong năm 2014, nằm trong chương trình hỗ trợ xây dựng nhà cho các đối tượng gia đình nghèo, gia đình chính sách, gia đình liệt sĩ và nạn nhân chất độc da cam, do Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện. Nguồn tiền được trích từ nguồn quỹ nhân đạo của Hội Chữ Thập Đỏ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp tìm kiếm, xác minh các đối tượng cần giúp đỡ, đồng thời hỗ trợ ngày công. Triển khai từ năm 2009, đến nay chương trình đã giúp đỡ xây dựng 37 ngôi nhà với số tiền hỗ trợ trên 1 tỷ đồng. Những người hưởng lợi, các gia đình hưởng lợi thì họ cảm thấy thế này. Một, các đối tượng hưởng lợi họ cảm thấy là cái sự quan tâm của cái chính quyền địa phương. Rồi hai nữa là đối với Hội Chữ Thập Đỏ và Bộ Chỉ huy tỉnh là đối với gia đình họ sau chiến tranh. Hai là để giúp cho họ được cải thiện được cuộc sống, đặc biệt là chỗ ở ăn nghỉ, thì yên tâm để mà sản xuất, để mà làm phát triển kinh tế. Ba nữa tôi thấy là họ là có cái nơi ăn nghỉ trong những cái mùa mưa bão, đặc biệt là ảnh hưởng mưa bão đối với Nghệ An chúng ta.
từ những con lợn nhựa tiết kiệm, những thùng quỹ nhân đạo được đặt tại các địa điểm công cộng như thế này. Trong nhiều năm qua, các cấp hội chữ thập đỏ đã ngày ngày vận động, kêu gọi sự chung tay chia sẻ của cả cộng đồng. Công tác vận động nguồn quỹ được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, như đặt các thùng quỹ tại các địa điểm đông người qua lại như siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, kêu gọi các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Tại các cấp, hội thực hiện các chương trình lợn tiết kiệm, quỹ trong lòng dân. Nguồn quỹ này được thực hiện hóa bằng các chương trình hoạt động từ thiện nhân đạo như thăm hỏi, giúp đỡ những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, phát triển dự án ngân hàng bò cho người nghèo tại ba huyện 30A và các xã giáp biên giới. Đặc biệt, chương trình xây nhà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn là một hoạt động vô cùng ý nghĩa, đã đem lại niềm vui, động lực vươn lên trong cuộc sống cho rất nhiều người đang gặp khó khăn trong cuộc sống, chưa có được mái nhà che nắng, che mưa đúng nghĩa. Từ khi mà hội chữ thập đỏ đã quan tâm giúp đỡ về tinh thần và đặc biệt là về vật chất, thì tôi cảm thấy là xây được ngôi nhà là sáng trang, sạch sẽ, cao ráo và đảm bảo sức khỏe. Tôi cũng rất phấn khởi. Ngôi nhà mới của bà Thành đã sắp được hoàn thành. Hôm nay còn có các bạn tình nguyện viên chữ thập đỏ tới giúp đỡ. Bà Thành vui lắm. Tuổi thanh xuân đã hiến dâng cho đất nước, hòa bình trở lại. Khi mọi người có gia đình êm ấm làm chỗ dựa, thì bà Thành phải chịu thiệt thòi, sống một thân một mình. Mùa mưa bão năm nay, bà đã có căn nhà mới vững chãi chở che. Căn nhà được dựng lên từ những tấm lòng hảo tâm đồng cảm. Thêm một ngôi nhà tình nghĩa được dựng lên, chúng ta lại thấy thêm một cảnh đời khó khăn được chở che đùm bọc, được vươn lên, sống trong ấm áp, nghĩa tình. Dưới cái nắng như đổ lửa, cậu bé Nguyễn Văn Thành vẫn mải miết với công việc hàng ngày, chăm non đàn ngan của gia đình. Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, nhưng Thành không được cùng chúng bạn chơi đùa mà dành trọn những ngày hè để giúp đỡ mẹ. Em hiểu, đàn ngan này là tài sản của cả gia đình, là tiền để mẹ trả nợ, trả tiền thuốc men, tiền đi lại chữa bệnh cho bố. 4 năm trước, tai họa ập đến với gia đình Thành thật bất ngờ. Từ một người khỏe mạnh là lao động chính của gia đình, bố của Thành, anh Nguyễn Văn Hợp, phát hiện bệnh ung thư xương. Trải qua 2 lần phẫu thuật, anh Hợp đã cắt bỏ gần hết chân trái. Tới nay, đều đặn 3 tháng một lần, anh vẫn phải khăn gói ra bệnh viện ca để xạ trị. Xe máy, trâu, bò, những tài sản đáng giá trong nhà lần lượt ra đi theo từng đợt chữa trị. Ruộng đất chẳng đáng là bao, làm quanh năm chỉ đủ thóc ăn. Vợ anh, chị Tạ Thị Viện, phải làm thuê, làm mướn, chạy vạy vay mượn từng đồng mỗi khi chồng đi chữa bệnh. Bất hạnh chồng lên bất hạnh, đứa con gái thứ hai sinh ra trong hoàn cảnh nghèo nàn thiếu thốn, sức khỏe của cả mẹ và con đều không đảm bảo. Mới 2 tuổi nhưng cháu đã bị hen phế quản mãn tính, cộng thêm bệnh tim bẩm sinh nên rất yếu ớt, nhỏ bé so với lứa tuổi. Mỗi khi trái gió trở trời, cháu lại lên cơn hen, khó thở, nhiều lúc phải đi bệnh viện cấp cứu. Thì mỗi lần chồng đi viện thì em phải đi vay mượn thôi, đi làm thuế, cú gọt lại rồi. Cho chồng đi rồi, sau về rồi thì mình đi làm thuế rồi để trả. Nào cũng phải tìm mình để ghi nợ lại rồi, và sau có phải trả tiếp. Thứ hai thì cứ hàng tháng, cứ 1 tháng 30 ngày thì cháu cứ đi viện khoảng cứ 20 ngày. Mà đi thì về, đi về. Chồng con bệnh tật, chị Viện trở thành lao động chính trong gia đình. Đứa con trai lớn mới lên 9 tuổi trở thành chỗ dựa của chị, đỡ đần chị mọi công việc trong nhà. Thương con vất vả, ít có thời gian vui chơi học tập, nhưng chị Viện đành chấp nhận, bởi với chị giờ đây, một mình lao động để duy trì cuộc sống, chữa bệnh cho chồng con
là một trách nhiệm quá nặng nề. Chưa nói đến số nợ trên 60 triệu đồng vay mượn từ trước tới nay. Chị chẳng dám nghĩ đến tương lai, chỉ biết tới đâu, lo tới đó. Thế giờ hoàn cảnh gia đình, thế giờ chị chồng thì trụ cột thì người chồng, mà giờ người chồng như thế thì em vì làm đường ra đựng để gánh vác cực nha, từ phải đựng dày vượt dày để cho con nó thấy đời tội con. Bản thân nhà hợp thì bị ung thư chân, bị cắt chân phải năm cách đây 4 năm. Hiện tại gia đình là anh hợp là chủ gia đình, là lao động chính nhưng mà không làm được việc gì nữa cả. Thì có được có hai cháu thì cháu thứ nhất là nhỏ nhưng mà cũng phải tham gia lao động. Cháu thứ hai thì 12 tuổi bị tim bẩm sinh, chân gì đặc biệt khó khăn. Qua làm hội thập đỏ trong huyện thì có nhiều cái đối tượng các cái gia đình bị tổn thương nhưng tôi thấy cái gia đình này đặc biệt khó khăn. Chúng tôi đi thực tế thấy là cần phải kêu gọi các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm, đặc biệt là các cái doanh nghiệp đóng trên địa bàn có thể là hỗ trợ thêm để giúp đỡ gia đình vượt qua cái khó khăn hiện tại. Bữa cơm trưa nay cả gia đình chỉ có món rau muống luộc, một bữa cơm có chút thịt cá cho con. Có lẽ vẫn còn là mong ước xa vời. Cuộc sống quá nghiệt ngã với chị Viện, anh Hợp, nhưng cuộc sống vẫn còn những điều kỳ diệu, những niềm tin, những tấm lòng sẻ chia đồng cảm. Hy vọng rồi anh chị sẽ gặp được những tấm lòng như thế để có thêm nghị lực, thêm niềm tin để vượt qua những tháng ngày gian khó hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, một bàn tay chia sẻ, một lời động viên, một sự hỗ trợ dù rất nhỏ cũng sẽ giúp chị Viện và anh Hợp có thêm niềm tin, thêm nghị lực để vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất trong cuộc đời. Mọi sự giúp đỡ của quý vị xin gửi về địa chỉ anh Nguyễn Văn Hợp, xóm 21, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, hoặc văn phòng Hội Chữ Thập Đỏ Nghệ An, số 11, đường Dương Văn Nga, thành phố Vinh, Nghệ An. Rất mong nhận được sự giúp đỡ, sẻ chia của quý vị và các bạn. Từ đây, chương trình Nhịp Cầu Nhân Đạo của Đài Phát Thanh Truyền hình Nghệ An cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn Hội Chữ Thập Đỏ Nghệ An đã phối hợp cùng chúng tôi thực hiện chương trình này. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.